À, giờ này chúng ta có khoảng 850 thành viên tu quý vị. Nghĩa là cái thời khóa tu 12 giờ khuya của chúng ta rất thành công. Số lượng thành viên tu càng ngày càng đông. Bởi vì thấy rõ ràng là khi mình nghỉ 12 giờ khuya là khó thức, đúng không? Nhưng khi tu xong rất tỉnh, rất rõ ràng lắm. Như những đức là hình như là không ngủ một miếng nào luôn đó quý vị. Mà lễ Phật xong thì con người tỉnh, tỉnh vô cùng. Thì biết rằng là cái khổ đau của chúng ta và tất cả những chúng sanh chết mà chưa siêu thoát là ngay chỗ nào? Quán thù. Và cái quán thù này là cái sự dây chói buộc khổ đau. Mà cái khổ đau này là do chính mình tự làm tự chịu. Chúng ta còn sống cho tới tất cả chúng sanh và những hương linh thai nhi và quán thân trái chủ hay cảnh giới quỷ thần còn chịu sự chói buộc khổ đau là từ nơi chấp nhất và thành ra quán thù. Sự quán thù là khổ nhất. Nên mỗi một con người còn sống, chúng ta quý vị ngồi suy nghĩ. Giờ này 12 giờ khuya nè, ngồi giờ này là suy nghĩ dữ lắm, suy nghĩ ra liền. Chỉ cần chúng ta còn một cái tâm quán thù, báo thù, hận thù, buồn trách, tức khắc khổ tâm mình liền, người không được tự tại liền. Và tất cả chư hương linh vì nghiệp phá thai hay tất cả thân bằng quyến thuộc của mình hay những người đã từng bị não hại chết mà đeo đẳng theo để mong báo thù cũng là khổ đau từ ngay chỗ muốn báo thù. Chắc chắn luôn, muốn báo thù. Vì biết rằng giờ này bao nhiêu con người chúng ta ngồi đây thì những cảnh giới chúng ta không thấy, không biết bao nhiêu mà nói. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng cảnh giới quỷ thần từ 10 giờ cho tới 2 giờ khuya là đông nhất. Bây giờ này là tầm dạng 1 giờ 10. Thời gian giờ này là cái giờ cao điểm ấy. Cao điểm. Nên từ nơi đó mà chỉ cần buông cái tâm quán thù, buông cái tâm quán thù thì tức khắc sẽ nhẹ nhàng và giải thoát. Cái tâm quán thù là cái chói buộc nha quý vị. Nó không được giải thoát là từ quán thù, quý vị nhớ kỹ điều này. Nên con người còn sống gì chỉ cần mang một tâm quán thù, một đứa con nít mà hận thù mà lớn lên thì trở thành một con người sạch phước. Sự thành công nào cũng không tồn tại. Nên tại sao chúng ta nhớ Phật? Vì chữ Phật là để hóa giải. Chúng ta niệm Phật lễ Phật là để hóa giải cái tâm quán thù của mình nè. Nhờ cái danh hiệu Phật mà hóa giải cái tâm quán thù của mình. Và tất cả chư hương linh vì nghiệp phá thai nương vào cái đạo tràng này tu cũng là buông cái tâm báo thù để nương vào bổn nguyện của Phật để mà được Phật tiếp dẫn giảng sanh. Nguyện thứ 18 Đức Phật ngày phát rằng tất cả chúng sanh mười phương khắp pháp giới chỉ cần nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu của Ngài, muốn sanh về thế giới cực lạc thì tức khắc Ngài sẽ tiếp dẫn chúng sanh đó vãng sanh về thế giới cực lạc. Còn nguyện thứ nhất trong 48 lời nguyện, dù chúng sanh đó chuẩn bị đọa tam đồ ác đạo hay đọa tam đồ ác đạo rồi, chỉ cần nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, buông cái tâm báo thù muốn sanh về quốc độ cực lạc, thì Đức Phật A Di Đà sẽ phóng ánh ngọc hào quang tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới cực lạc. Thật sự mà nói, con người mà như vậy thôi, chỉ cần chút bỏ được cái tâm quán thù thôi thì quý vị nhẹ sờn luôn. Quý vị nhớ rằng quý vị có thể vác 1.000 ký còn còn không khổ bằng là quý vị mang cái sự quán thù trong tâm ấy. Thật sự luôn quý vị, quán thù, ganh tị, ghen tuông, hả? Thấy không? Vì thấy có những người ghen chưa? Họ chết lần, chết hồi, chết gút thấy thi. Thấy không? Người phụ nữ nào mà ghen quý vị nhìn đi,
càng ngày càng tiêu tị, xấu xa, mặc như người bệnh sida. Không phải đơn giản quý vị. Nó, quý vị thấy tự hại mình không? Tự hại mình đó. Nên khi nghe những công đoạn này, bình tĩnh ngồi suy nghĩ là ai dính chỗ nào buông chỗ nấy. Nhất là buồn giận hận trách báo thù từ người sống cho đến người đã chết. Có người mà buông cái tâm báo thù một cái thôi nghe, là tức khắc nhẹ sơn có người, an lạc vô cùng, gọi là giải thoát. Quý vị biết rằng là cái tu hành của mình, cái niệm Phật lễ Phật của mình, mình nói mình chờ tới thế giới cực lạc mình gì đó mình mới an vui. Mình hãy giải thoát hiện đời này nè quý vị. Và mỗi một con người mình phải tin 100% cái cõi đời này có đó, mắt đó, được đó, và mắt đó, thương đó và ghét đó, thành công đó, thất bại đó, đều kế bên, kế bên, kế bên. Nên mỗi một con người mình nhẹ nhàng với chỗ này được là từ ngay cái tâm mình có sự giải thoát mà nhìn được cuộc đời vô thường. Nhìn được cuộc đời vô thường. Quý vị biết rằng có những người thuận tiện tu vô cùng là họ lại không thuận tiện tu, là họ không tu. Có những người bị trở ngại tu là cản trở tu mà họ lại thích tu. Vậy thấy có không? Có những người mình bị cản trở mình lại thích tu. Vậy thì quý vị phải cảm ơn người cản trở quý vị chứ. Có những người mà thuận tiện tu vô cùng mà họ không chịu tu. Nó ví dụ như có những người làm cha làm mẹ động viên cho đứa con này thì tu, nó không tu. Cái cõi đời nó thường nghịch là vậy đó. Còn có những người làm cha làm mẹ cản đứa con này tu mà nó đi tu. Nó chịu tu, nó thích tu. Đó. Nên cái cuộc đời này nó thường nghịch lại mà quý vị. Nó quý vị thấy trong cuộc đời có những người, người ta muốn sinh một thằng con trai thì nó lại sinh con gái. Sinh hoài, sinh gái hoài luôn. Có những người, người ta muốn sinh đứa con gái mà sinh trai. Nên trong cuộc đời này cái tinh nhân quả là mình chấp nhận đó quý vị. Nó có những người phụ nữ rất đẹp, muốn có một người chồng cao ráo, tướng tá lực lãm đẹp trai, thì lại có thằng chồng lùng xỉn, lùng thiệp, ấm nhớm nhách. Thế nó ngược lại vấn đề gì đó. Nó rất là lạ quý vị. Nó có nghĩa là nó khó thế nào mà cùng ý mình lắm. Cái muốn của mình nó thường đi ngược lại. Nếu như chúng ta học Phật cứ theo định luật tự nhiên về nhân quả, trời cho của nào hưởng của nấy, phải nói rõ là nhân gieo như thế nào thì phước hưởng như vậy. Chấp nhận. Khi đã chấp nhận rồi thì tin nhân quả thì an lạc chứ sao. Thấy không? Chứ không lẽ bây giờ người chồng của mình lùng tịt xấu quắc hô, mình lại cứ nhìn chồng đẹp kia hoài, bản thân mình khổ thêm chứ làm gì. Nên mình có được rồi là bản thân mình biết trân quý. Đó là tin vào nhân quả thì tự nhiên nó tự tại. Phải tin nhân quả quý vị, cái tin nhân quả rất quan trọng. Thí dụ như chúng ta là những chúng sanh không thấy được cái một tờ giấy che ngăn mắt thôi, không thấy bên kia, đừng có nói chi là những đời kiếp trước. Thí dụ như đời này có những hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, bực bội sân si với người cha người mẹ này, mình không biết những đời trước mình đã từng giết họ cũng như bây giờ họ giết mình. Nên trong nhà Phật mới hóa giải cái quán thù này bằng cách là muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Mà cái quả báo mà báo thù mà giết thân mạng ghê lắm. Quý vị nhớ câu chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư không? Giết lầm một người thôi, vì mà theo 10 đời để chờ cơ hội. Mà trong 10 đời đó Ngài tu hành rất tốt, nên có thằng hộ pháp hộ trì cho Ngài. Muốn báo thù không được. Đến khi mà Ngài được nhà vua tặng Ngài một chiếc ghế, ngồi lên chiếc ghế, vừa khởi một cái tâm, không phải thôi, vậy mà người mà Ngài đã từng giết lầm chịu thố, nhấp vào đầu gối làm một ghẻ mặt người liền, để báo thù liền. Kinh chưa? Nên tất cả chúng ta nói một nhọt một u, nói một này một nọ ung thư, đa phần là quán thân trái chủ bám víu để báo thù. Báo thù. Nếu như mình thật lòng, mình tu hành niệm Phật lễ Phật, mình vui vẻ trả nợ, mình đàm phán với người ta đàng hoàng, có khi người ta buông ra, đó gọi là hóa giải nghiệp. Và người ta thấy mình là người thật sự muốn sanh cực lạc, muốn giải thoát, người ta thấy mình có cơ hội đó, người ta cho mình cơ hội đó, giúp đỡ mình, hộ trì mình để mình về cực lạc, trở lại giúp người ta. Cái này quan trọng lắm nghe quý vị, cực kỳ quan trọng luôn đó. Nên giờ này mà nói chuyện xuyên xuyên qua đường chút xíu, cái sự hóa giải quán thù nó đặc biệt lắm á. Tại cái giờ này nó lắng động hết quý vị. Tâm con người nó lặng hết.
Mà quý vị đã tới giờ này rồi là quý vị không muốn ngủ nữa. Tại vì sao quý vị giờ này mà không muốn ngủ thì phần âm giờ này càng không ngủ. Tại vì sao quý vị giờ này là cái giờ nhộn nhịp nhất của người ta, giờ mà gọi là giống như mở chợ của người ta. Các bạn ma, bạn quỷ giờ này là tập trung rất đông. Mở hội á quý vị. Mà mình lên tu ngay cái giờ này, quý vị thấy từ xưa giờ có ai mà lập thời khóa này không? Cái thời khóa này ai lập và vô nổi tu? Cái người mà lập ra không chịu nổi làm sao dám tu với quý vị? Không lẽ để cho quý vị tu? Như giờ này mà những đứa không lên tu, đố quý vị có ai vô để tu? Chắc có hai ba em hương linh vô tu. Nên quý vị biết rằng, nên những đứa dẫn đầu những đứa phải vô tu nè, quý vị mới vô gì? Mới vô đông như gì? Hơn 800 người tu không đơn giản. Cái tần số này không đơn giản chút nào. Nó, giờ này quý vị cảm thấy gió sau lưng quý vị đang thổi mát mát, quý vị biết đó. Ta hoan hỷ chứ không có chuyện giỡn quý vị. Đó, nên đó. Từ nơi đó mà giờ này người ta mở hội chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe. Mình nói thì giống vui vui nhưng mà thật sự người ta cũng hoan hỷ. Giờ này quý vị tu xong quý vị mặt tươi rói hoan hỷ, vậy là cảnh giới khác hoan hỷ. Nghe không? Nó phải tỉnh táo, mặt cười cười đồ vui vui lên để cho người ta vui theo. Đừng có mặt bầu xù. Hiểu không? Tại vì sao mình vừa tu mình an lạc, mình phát cái từ trường, phát cái quang minh này, người ta nhờ. Người ta nhờ cái quý vị chứ không phải chuyện dẫn chơi. Giờ này ta mở hội mà. Mai mốt là cái gì ta chờ cái giờ thứ bảy này nè. Vô tu 12 giờ phiên này ta mở hội. Mỗi vị trí đạo tràng tu, mỗi một người là đạo tràng. Ta đến ta cùng tu, người ta hội chứ quý vị. Cảnh giới hương linh và cảnh giới quỷ thần nên hộ trì. Thì chúng tôi tu để mong rằng cho cái xã hội này bớt đi cái kiếp nạn. Con người sống bình an ở kiếp nạn thì cõi trời cũng tốt đẹp. Tại vì chúng ta là cõi trời là căn nhà 6 tầng, nó đều bị ảnh hưởng hết quý vị. Tầng nào ảnh hưởng nó vẫn bị ảnh hưởng hết. Nên mình tu mình cầu nguyện cho cái quốc độ này được bình an. Và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh chết vô siêu thoát, cầu nguyện cho quý vị siêu thoát. Hộ trì cho cái đạo tràng cái không trung này được bình yên. Đừng có đứng mạng. Đừng có gió thổi bay cái mạng tùm lum tùm la. Quý vị phải hộ trì cái đạo tràng này để cho những con người sống này nhiệt liệt tu hành để mà cầu siêu thoát cho quý vị. Thật sự mà nói chúng ta khổ một cảnh giới của chư hương linh, người ta khổ nhiều lắm. Quý vị à, chân thật mình có một cái tấm lòng đó. Mình tu mình tin, quý vị tin không? Tin chứ. Tin giờ này mới vô tu. Thấy không? Nó nên có mà. Có cái anh này anh lên tu, nó là lần nào thứ bảy anh tu là anh cảm giác sau lưng anh người ta cười, người ta vui. Mà ngay cái rái tay anh lạnh ớt. Nó vừa tu vừa mắt liếc sau lưng. Thì bữa đó Dương Đức nói rằng mở cửa ra, mở cửa sau ra. Hiểu không? Nên cô Nguyễn Phương vui vẻ rồi mở cửa sau ra. Bắt đèn mờ mờ thôi nha quý vị, đừng bắt sáng quá. Cái giờ này tu đúng để mình như Đức bắt đèn sáng đó, cô bị bắt đèn mờ mờ. Để người ta vô người ta tu nó tiện lợi. Tâm từ bi quý vị, hiểu không? Người ta sẽ hộ trì mình cái quý vị. Thì bắt gì mà sáng dữ quý vị. Hiểu chưa? Bắt sáng quá, người ta tu xa xa, người ta không dám đến gần. Hiểu không? Sáng quá. Hiểu không? Mở cửa sổ đồ ra, mở cửa đồ ra. Bắt đèn mờ mờ. Nên từ đó quý vị biết rằng là cái tâm đó nó không phải đơn giản. Không, cái giờ này tu mà đúng là cái giờ này tu xong nói chuyện nó tuyệt vời quý vị ơi. Cái cảm giác như người ta hoan hỷ sao á. Vì nhớ nè, người sống hoan hỷ, người chết hoan hỷ. Cái lợi ích này lớn dữ lắm. Tu một thời này không đơn giản quý vị ơi. Cái giờ này tuy một tiếng đồng hồ mà không đơn giản đâu. À, vì tu xong sáng vì sẽ thấy này, vì tỉnh veo 4 giờ là vì xuất hiện vì tu luôn. Vì mới thấy rằng đây là vì sao? Vì mình muốn về cực lạc. Vì mình muốn về cực lạc quý vị. Nhớ kỹ nghe. Mang cái thân giả tạm này, dùng cái thân này ý nghĩa trong cuộc đời này, phải về thế giới cực lạc. Tất cả những sự thiệt thòi, những sự hơn thua đấu đá muốn buông xuống. Và chúng ta làm tròn trách nhiệm mình hết lòng hết dạ, làm vợ làm chồng tròn trách nhiệm, làm con hiếu với cha mẹ,
là một công dân của một đất nước trung thành với đất nước của mình đàng hoàng. Vì sao? Vì tôi muốn giảng sanh cực lạc. Không phải là muốn giảng sanh mà trở thành con người bê tha đâu, không phải đâu. Mà cực lực nhiệt tình với cái câu nói như Đức nói, vì nhớ nghe, chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên. Chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên. Cứ làm tròn bổn phận mình đi quý vị. Và đi đứng nằm ngồi bất cứ chỗ nào niệm Phật, như cái bà đó đang lễ Phật, chồng nó bay nó đạp một phát dụi nhủi. Bà nói rằng bà muốn giảng sanh cực lạc. Đạp thì đạp, bà vẫn tiếp tục niệm Phật. Kinh khủng chứ quý vị. Chắc chắn một ngày nào độ đường chồng này luôn. Độ luôn. Nên cái chữ nhẫn của người tu nó không đơn giản. Vì mình muốn giảng sanh cực lạc. Ở đây ai muốn giảng sanh cực lạc đưa tay anh coi. Đúng rồi. Đưa hai tay luôn. Đã là muốn giảng sanh cực lạc thì còn buồn giận người ta để trong tâm không quý vị? Không bao giờ buồn giận đúng không? Đó. Đó. Mà buồn giận là khổ đau nghe quý vị. Đó. Quý vị cứ nghĩ đi bây giờ. Tam đồ ác đạo khổ cỡ nào chưa? Mang kiếp súc sanh bồ câu thôi. Mà 8 vạn kiếp chưa thoát thân bồ câu. Mang thân ngạ quỷ thôi. 500 năm chưa được dùng một miếng nước. Đâu phải là thọ mạng bồ câu dài đâu, mà chấp vào thân bồ câu nên chết thành bồ câu, chết thành bồ câu. 8 vạn kiếp chưa thoát thân bồ câu. Có người mình đói một ngày chịu uống không nổi, vậy mà mang thân ngạ quỷ 500 năm mà chưa uống được một miếng nước. Mà phải sống cái cảnh quỷ đói như vậy mà khổ đau cùng cực. Còn địa ngục thì khổ không thể nào nổi, mới gọi là địa ngục vô gián. Nên chúng ta tu tập như vậy, quý vị biết rằng là cái tâm hồi hướng của mình, nguyện cầu chúng sanh tam đồ ác đạo nương vào bổ nguyện Di Đà mà cầu sanh cực lạc. Mong tất cả chư hương linh nghe được những điều này, hãy nương vào câu ai với đạo Phật đi, buông cái tâm hận thù đi, đừng theo báo thù nữa. Đừng theo báo thù nữa mà nên phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Và tất cả chúng ta nên buông xuống cái tâm báo thù và đừng bao giờ thấy mình bị thiệt thòi nữa. Buông tâm báo thù quý vị, từ tâm nghe. Buông cái tâm báo thù này thật sự từ tâm luôn. Buông từ tâm ra. Coi lại từ tâm của mình còn có tâm báo thù hay không. Buông ra. Chỉ cần buông ra là quý vị nhẹ nhàng liền. Có vật hiệu niệm tức khắc an lạc liền. Tuyệt vời lắm. Đó mới thật sự cái tâm mà cầu an cho chúng sanh và cầu siêu cho tất cả chúng sanh. Phải có tâm đó đó quý vị. Nên giờ này mình tu xong, mình có một đoạn nói chuyện này, những đức tin rằng cái thời này tu lợi ích lớn dữ lắm. Rất lợi ích lớn nha quý vị. Chúng ta nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị và nhiều người đều biết được pháp môn tịnh độ này, có lòng tin kiên cố niệm Phật cả đời không thôi tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.